Vũ Đồng bại trận trở về, cầu hoàng tỷ thương tình giúp sức. Tố hiền đệ, nghe lời ta hỏi qua, cứ nào cầm súng quân đi đâu cô già thân thua, tới đi binh ra đường. Hoa cùng trên nương tỷ, đâu phải em non tài, chính tên Tiết Đình Hà Sàng là đệ tử tiên môn khiến em thua nhường. Bao lời phân thêm hơn tâm, có xa gì tặc cứ đường ban, nguyện thề trừ cho xong kiếp gia. Mới an tâm này. Quân sĩ tâm đi lòng, dù muôn đau mang kiếm không ngang.